Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2024, sáng nay ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham dự đoàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Vương Đình Huệ. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người. Phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.